Chào các bạn. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một chương trình Java, trong đó là chúng ta có minh họa cái việc là nối chuỗi với toán tử cộng. Thì chuỗi là một tập hợp các ký tự trong chương trình Java. Thì Java cho phép chúng ta có thể nối các chuỗi với nhau. Và để nối chuỗi thì chúng ta dùng toán tử cộng để có thể nối được các chuỗi, nối một chuỗi thứ hai vào cuối của chuỗi thứ nhất. Thì để minh họa về cái việc nối chuỗi này thì ở đây chúng ta sẽ khai báo một số các cái biến thuộc kiểu chuỗi. Trong Java họ cung cấp ra một cái kiểu dữ liệu có tên là string. Kiểu này sẽ cho phép chúng ta thể hiện các giá trị chuỗi. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số chuỗi, chuỗi 1, chuỗi 2, chuỗi 3 và kết quả. Sau đó chúng ta thực hiện cái việc là gán chuỗi. Chuỗi 1 thì chúng ta sẽ gán cho một cái giá trị. Chúng ta đặt tên đó là giá trị này sẽ là bài viết. Chuỗi 2 chúng ta cũng sẽ gán một giá trị là tự học lập trình Java. Chuỗi 3 sẽ có giá trị đó là one for all. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ nối cái chuỗi này lại với nhau, sẽ là kết quả bằng chuỗi 1 cộng chuỗi 2 cộng chuỗi 3. Và khi thực hiện chương trình này thì chương trình sẽ làm việc đó là nối chuỗi 2 vào đuôi của chuỗi 1, và tiếp theo là nối tiếp chuỗi 3 vào đuôi. Và cuối cùng ấy, kết quả sẽ được gán là biến kết quả. Và ở đây chúng ta cũng sẽ in ra giá trị của biến kết quả này. Sau đó chúng ta thực thi chương trình. Như vậy chúng ta có thể thấy là chương trình đã in ra giá trị của biến kết quả. Biến này, cái chuỗi kết quả này là kết quả của cái việc là chúng ta đã nối ba cái chuỗi lại với nhau. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về việc là nối chuỗi ở trong chương trình Java. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học tốt.